Hương vị thơm mềm của thịt bò kết hợp với vị ngọt của rau củ quả. Khi ăn, quý khán giả sẽ cảm nhận được vị đậm đà, hài hòa của các gia vị. Đặc biệt, bò kho rất hợp vị khi dùng kèm bánh mì hay nấu với hủ tiếu. Nhớ thưởng thức ngay khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Rất nhanh chóng, dễ dàng cho những người nội trợ chúng ta có thể chế biến món bò kho ngon đúng điệu, chỉ với một gói sốt gia vị hoàn chỉnh Barona bò kho. Muốn biết món ngon này được nấu đơn giản như thế nào? Trước tiên, hãy cùng chuẩn bị nguyên liệu đã nhé! Nạm sườn bò, cà rốt, sả cây, nước dừa, các loại rau ăn kèm, giá, bánh mì và hủ tiếu. Xin chào quý vị đang đến với chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt. Khi nhắc đến bò kho thì ai cũng biết là để nấu được món bò kho thì mình sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu cũng như là gia vị để ướp và rất là cầu kỳ nữa. Để rút ngắn được thời gian vào bếp thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào để vẫn có được nồi bò kho ngon thì hãy cùng với Hiền Minh vào bếp nha. Để nấu món bò kho ngon chuẩn vị thì chắc chắn chúng ta không thể nào thiếu đó là sốt gia vị hoàn chỉnh bò kho của Barona. Trước tiên thì để nấu món bò kho ngon thì mình sẽ phải chuẩn bị phần nạm bò. Thì mình sẽ bắt sẵn một nồi nước sôi, cho thịt bò vào trụng để loại bỏ hết những phần nước dơ ở trong thịt bò ra nha. Sau khi nước đã sôi lên thì mình để thịt bò sôi ở trong nồi nước khoảng chừng cỡ từ 5 đến 10 phút. Thì vớt hết thịt bò ra và mình để nguội xắt miếng vừa ăn nha. Bước kế tiếp mình sẽ xắt thịt bò ra. Mình sẽ xắt khối khoảng chừng cỡ 5 cm là được. Đập thêm khoảng 2 cây sả nha, để mình sẽ bỏ chung vào trong phần gia vị của mình. Bây giờ thì Hiền Minh sẽ bắt đầu ướp bò kho từ gói sốt gia vị hoàn chỉnh bò kho của Barona. Với một gói như thế này thì mình sẽ ướp được khoảng là 500g thịt bò và được khoảng 4 đến 5 người sử dụng. Sốt gia vị hoàn chỉnh bò kho của Barona được chiết xuất từ rau củ quả tươi nguyên chất, không sử dụng chất bảo quản nên rất an toàn cho người sử dụng nha. Ngày trước mỗi lần mà khi mình nấu bò kho thì mình phải chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu như là đinh hương, quế, hồi, thảo quả v.v. Thì bây giờ mình sẽ không cần chuẩn bị thêm những nguyên liệu nào nữa. Tất cả trong này đã có thơm ngon chuẩn vị rồi. Với gói sốt gia vị hoàn chỉnh bò kho, mình có thể dùng để ướp bò kho, bò sốt vang cũng như là khô bò nữa đó. Sau khi mà mình đã cho phần sốt vô rồi thì trộn đều lên và mình ướp trong thời gian 30 phút. Bước kế tiếp thì mình sẽ cho vào đây khoảng chừng cỡ 3 đến 4 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho tỏi bằm, hành tím bằm xào lên cho thơm. Và cho luôn sả đã đập dập vô đây luôn. Khi hành, tỏi, sả đã thơm lên rồi thì mình sẽ cho thịt bò vô. Mình cho hết cái hỗn hợp nước sốt vô luôn nha. Bây giờ thì mình đã thấy được cái mùi thơm của bò kho, giống y như là mình đi ăn ở ngoài tiệm rồi đó. Màu sắc lại rất là đẹp nữa đây nè. Bây giờ thì mình sẽ lăn xào cho miếng thịt bò thật là săn lại. Bước kế tiếp là mình sẽ cho hết tất cả phần bò đã xào sang vô trong nồi. Bây giờ thì mình sẽ cho nước dừa tươi vào trong nồi bò kho của mình. Khi Hiền Minh nấu bò kho thì Hiền Minh rất thích sử dụng là nước dừa tươi bỏ vô thì làm cho món ăn của mình nó được thơm hơn cũng như là đậm đà hơn. Sau khi nồi bò kho của mình đã sôi rồi thì mình sẽ giảm lửa nhỏ lại, đậy nắp để cho thịt bò được mau mềm. Ngoài ra thì mình cũng có thể sử dụng nồi áp suất để mình chuẩn bị món ăn được nhanh hơn. Với cuộc sống hiện nay thì ai cũng bận rộn hết, nên là mỗi khi vào bếp chúng ta sẽ cần bổ sung tất cả những cái dinh dưỡng tốt nhất cho gia đình của mình. Thì khi nấu với một nồi bò kho như vậy thì mình đã có đầy đủ hết, từ đạm cho đến là các loại rau củ chất xơ để bổ sung thêm cho những bữa ăn của gia đình mình. Quý vị biết không, thì mỗi lần mà Hiền Minh đi làm về thì thật sự không phải lúc nào cũng có thời gian để mà vào bếp chuẩn bị nấu những món ăn ngon và mua đầy đủ hết tất cả được. Từ khi có những cái gói sốt gia vị hoàn chỉnh như thế này thì Hiền Minh đã không cần phải mất cái thời gian quá nhiều và luôn luôn có được những cái món ăn chuẩn bị ngon cho gia đình của mình. Khi bò đã bắt đầu vừa mềm rồi thì mình sẽ cho cà rốt vào nha. Lúc này thì bò đã được thấm vị và thịt cũng vừa mềm hết rồi đó. Thì khi mình bỏ cà rốt vô thì mình chỉ cần nấu thêm khoảng 10 phút nữa là cà rốt cũng vừa mềm. Lúc đó thì mình có thể múc ra cùng thưởng thức chung với lại là bánh mì nè hoặc là hủ tiếu. Quý vị biết không, trong một cái gói gia vị hoàn chỉnh bò kho đã có đầy đủ tất cả các loại gia vị đặc trưng cho một món bò kho, cùng với hỗn hợp chiết xuất từ rau củ quả tươi cũng như là hành, tỏi, sả, tạo nên một hương vị bò kho thật là tự nhiên và thơm ngon, đúng điệu và rất thuận tiện khi sử dụng. Chúng ta hầu như không cần phải nêm nếm bất kỳ nguyên liệu nào khác nữa mà làm cho món ăn của mình vẫn thơm ngon và đúng vị. Bây giờ thì nồi bò kho của mình thịt cũng đã mềm rồi và cà rốt cũng vừa mềm luôn. Mình sẽ múc ra và mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Với một nồi bò kho như thế này thì mình cũng có thể là dùng kèm với bánh mì nè, hoặc là hủ tiếu, tùy với lại cái khẩu vị của các thành viên ở trong gia đình của mình. Và mình có thể nấu những cái món này để chuẩn bị vào bữa sáng trước khi đi làm. Ai cũng có thể có được một món ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Quý vị thấy không, với một thời gian ngắn thôi thì mình có thể chuẩn bị được một món ăn ngon cho gia đình của mình, và rất phù hợp vào những bữa sáng nè, bữa xế nè, hoặc là có thể họp mặt với bạn bè mình cùng nhau nấu một nồi bò kho thật là ngon mà không cần phải chuẩn bị nhiều gia vị nữa. Và quý vị luôn nhớ, khi mua những gói sốt gia vị hoàn chỉnh của Barona thì mình có thể tìm kiếm ở siêu thị, chợ hoặc là những sàn thương mại điện tử, đồ có hết. Và bây giờ thì Hiền Minh xin chào và hẹn gặp lại.